Chào mừng quý vị đến với bản tin của HCT ngày 9 tháng 1 và sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đầu tiên là bản tin kim loại về tin tức vĩ mô. Chỉ số đô la vào thứ hai đã giảm 0,14% do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Tín dụng tiêu dùng tháng 11 của Hoa Kỳ tăng 23,751 tỷ đô, mạnh hơn kỳ vọng là 8,550 tỷ đô và cao nhất trong một năm. Chỉ số niềm tin kinh tế tháng 12 của Eurozone tăng 2,4 lên mức cao nhất trong 8 tháng là 96,4, mạnh hơn kỳ vọng là 94,2. Chỉ số niềm tin của nhà đầu tư Eurozone đã tăng 1 lên mức cao nhất trong 8 tháng là 15,8, đúng như kỳ vọng. Đơn đặt hàng nhà máy tháng 11 của Đức tăng 0,3% so với tháng trước, yếu hơn so với kỳ vọng là 1,1% so với tháng trước. Về tin tức kim loại, tính đến ngày 8 tháng 1, tồn kho đồng trên các thị trường giao dịch lớn của Trung Quốc đã giảm 4.000 tấn so với thứ 6 tuần trước, xuống còn 72.900 tấn. Tuy nhiên, do tiêu dùng phục hồi hạn chế, tình hình nguồn cung không thắt chặt và phí giao ngay dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Nhu cầu đã phục hồi nhẹ sau kỳ nghỉ lễ nhưng mức tăng chung vẫn hạn chế. Nếu giá đồng giảm hơn nữa, nhu cầu tiêu dùng có thể tiếp tục được thúc đẩy. Kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất đã suy yếu, chỉ số đô la Mỹ vẫn ở mức cao và giá đồng dự kiến sẽ chịu áp lực. Về dự trữ kim loại, dự trữ đồng tại các kho sàn LME giảm 1.450 tấn, dự trữ nhôm trên sàn LME tăng 10.925 tấn. Tiếp theo là bản tin năng lượng về báo cáo số lượng giàn khoan. Báo cáo tuần kết thúc ngày 5 tháng 1 cho thấy, số giàn khoan của Mỹ giảm 1 giàn xuống 621 giàn đang hoạt động. Số giàn khoan của Canada tăng 39 giàn lên 125 giàn đang hoạt động. Số giàn khoan của thế giới tháng 12 năm 2023 giảm 23 giàn so với báo cáo tháng trước, xuống 955 giàn đang hoạt động. Về tin tức năng lượng, giá trung bình trên mỗi gallon xăng của Hoa Kỳ có thể giảm xuống dưới 3 đô lần đầu tiên kể từ năm 2021 trong bối cảnh nhu cầu trì trệ, theo Patrick Dehan của GasBuddy. Giá xăng đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp xuống còn 3,03 đô trên gallon vào Chủ nhật. Theo dữ liệu của GasBuddy, giá đã giảm 12,2 cent so với một tháng trước và giảm 22 cent so với một năm trước. Dehan cho biết, với lượng xăng tồn kho tăng kỷ lục vào tuần trước, nhu cầu yếu trong kỳ nghỉ lễ đã tạo thành chất xúc tác khiến giá giảm. Ông nói thêm rằng nếu nhu cầu vẫn yếu, giá xăng có thể giảm thêm. Về nhu cầu nhiên liệu, nhu cầu xăng bán lẻ của Mỹ đã tăng 2,3% trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 1. GasBuddy cho biết giá dầu diesel trung bình tại Mỹ đã giảm 10 cent so với tuần trước. Dữ liệu mới nhất của GasBuddy được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh vào thứ hai. GasBuddy mô tả việc giảm giá dầu là do thị trường đang giải quyết nhu cầu chậm lại và những lo ngại về các số liệu kinh tế, xen kẽ với sự lạc quan và lo ngại về các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. Cuối cùng là bản tin nông sản về tin tức nông sản chung. Giá đậu tương và ngô tương lai tại Chicago tăng nhẹ vào thứ ba sau khi giá dầu giảm và thị trường hồi phục sau khi giá xuống mức thấp nhất nhiều năm trong phiên giao dịch trước đó. Giá lúa mì kỳ hạn tiếp tục giảm sau khi giảm mạnh vào thứ hai. Về diễn biến chính của nhóm nông sản, hợp đồng đầu tương trên sàn thương mại Chicago Seaboard đã tăng 0,1% ở mức 12,47 đô trên dạ sau khi giảm xuống 12,36 đô trên dạ vào thứ hai, là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Ngô Seaboard giảm 0,1% xuống 4,54 đô trên dạ sau khi giảm xuống 4,52 đô trên dạ vào thứ hai, là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Lúa mì giảm 0,3% ở mức 5,94 đô trên dạ. Trước đó vào thứ hai, lúa mì đã giảm 3,2% nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất trong 3 năm của tháng 9 là 5,4 đô trên dạ. Giá dầu giảm 3,4% trong ngày thứ hai, kéo giá ngô và đậu tương, nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất ethanol và nguyên liệu sinh học xuống, đồng thời gây áp lực lên thị trường ngũ cốc nói chung. Các nhà phân tích cho biết giá xuất khẩu lúa mì của Nga đã tăng nhẹ, lúa mì 12,5% protein giao hàng miễn phí trong tháng 2 ở mức 244 đô trên tấn, nhưng nhu cầu thị trường vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, dữ liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong mùa tiếp thị niên vụ từ tháng 7 đến tháng 6 năm 2023-2024 đã giảm xuống khoảng 19,4 triệu tấn so với 23,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đậu tương Brazil điều chỉnh thấp hơn. Theo một báo cáo từ Dịch vụ Nông nghiệp nước ngoài FAST của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, mặc dù dự báo sản lượng đậu tương mới nhất của Brazil cho năm tiếp thị 2023-2024 đã được điều chỉnh thấp hơn xuống 158,5 triệu tấn, nhưng đây vẫn sẽ là niên vụ có tổng sản lượng kỷ lục cao hơn của năm ngoái. Dự báo trước đó vào tháng 10, sản lượng vụ mùa là khoảng 161 triệu tấn, cao hơn 3 triệu tấn so với năm 2022-2023. Nhưng FAS cho biết, thời tiết xấu do El Nino đã làm giảm kỳ vọng cho vụ mùa năm nay. Điều kiện thời tiết nóng và khô, độ ẩm thấp cũng như lượng mưa dưới mức trung bình trong hầu hết tháng 10 và tháng 11 đã tác động tiêu cực đến triển vọng năng suất. Brazil là nước sản xuất xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới. Trong năm 2023-2024, Brazil được dự báo sẽ tăng gấp đôi tổng xuất khẩu của Hoa Kỳ, 99 triệu tấn so với 47 triệu, với phần lớn xuất khẩu dự kiến sẽ đến nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.